Kim đây. Tôi vừa bị mất điện thoại ngay trong văn phòng của trưởng khoa. Đây là số điện thoại của Tuyết. Tôi nghi hắn đã bắt đầu hành động rồi. Bây giờ tôi không tiện đến khách sạn để đón cô, vì tôi sợ hắn sẽ cho người theo dõi. Tối nay cô đến chỗ hẹn, tôi tìm người đưa cô về quê luôn. Mày gọi cho số này đó hả? Anh Hùng. Anh Hùng. Anh Hùng tha cho em. Mày đi. Mày định trốn hả? Mày trốn đi đâu? Không, em không có định trốn đi đâu. Mày tính trốn đi đâu? Không có. Mày nghĩ mày trốn khỏi bàn tay của tao không? Anh Hùng. Anh Hùng tha cho em đi anh Hùng ơi. Tha cho mày à? Em không dám nữa đâu anh Hùng. Tha cho mày để mày lén lút mày đâm sau lưng của tao nữa hả? Hả? Sao? Anh Hùng ơi. Mày biết tánh của tao mà. Em đi anh Hùng ơi. Hả? Đứa nào phản tao là anh chết. Anh Minh cứu em với. Anh Minh cứu em. Cứu em với anh Minh ơi. Hai người. Sĩ Trần Khắc Minh. Sao nhìn thấy quen quá vậy? Nốt ruồi đây. Chẳng lẽ con à, con tìm hiểu bác sĩ Trần Khắc Minh làm việc ở bệnh viện Á Châu giúp cô nha con. Cô đang cần gấp lắm đó. Sao đây? Tụi nó có chịu chấp nhận nhìn lại người mẹ tàn nhẫn nè không nữa chứ?
Chào cô. À anh ơi. Anh lên phòng chị Liễu hả anh? À đúng rồi. Dạ chị Liễu trả phòng rồi anh không biết hả? Nè, ngày xưa mày dám đánh đổi tất cả để lấy cho bằng được mấy anh. Bây giờ cô ấy gặp nạn, mày lại ngoảnh mặt đi theo người con gái khác. Ba đâu có dạy mày cái cách sống bất nhân bất nghĩa như vậy đâu Minh. Chắc em giống tính của mẹ. Trên đời này ai cũng muốn chọn bóng mát để mà ngồi, chỉ có một mình anh mới lựa bóng nắng mà đứng. Và thôi, anh thích vậy em cũng đành chịu thôi. Nhưng anh không có quyền bắt em phải sống theo suy nghĩ của anh. Tao không có quyền. Vậy ai đã lo cho mày có được như ngày hôm nay? Ai đã chịu ngồi tù để cho mày có được địa vị hiện tại bây giờ, được mọi người gọi là ông bác sĩ này, ông bác sĩ nọ? Còn tao, tao chỉ là một thằng bảo vệ, không hơn không kém. Nếu đã hết lòng thì hết lòng cho trót đi. Anh lo cho mà anh giúp em đi. Đã đến lúc mày phải chịu trách nhiệm về việc mày đã làm ra. Thôi, em hiểu rồi. Cuối cùng thì anh cũng chỉ vì bản thân của mình thôi. Mày thôi nói những lời khích tướng đó đi. Tao gặp mày hôm nay không phải để nghe mày giải thích nữa. Một là mày phải tự quay về chăm sóc cho mẹ anh. Hai, tao sẽ khiến cho mày tự quay về. Mày nên nhớ, Diệt Linh cũng là con gái của giáo sư Khang. Chào chị. Dạ chị ơi, cho em hỏi. Có gì không cậu? Dạ, cho em hỏi là chị có thấy người con gái này không chị? Ủa, má. Đi hả con? Bây giờ con phải đi rồi. Má cầm xem coi mấy anh có cần mua gì thì má mua. Nếu thiếu thì cứ gọi điện cho con. Nếu con bận thì con sẽ cho người đem tới. Dạ đây. Con mới vô chưa được 5 phút mà sao đã đi sớm vậy con? Bộ bận lắm hay sao? Không có thời gian nói chuyện với vợ mình một tiếng hay sao? Má nhìn đi, cô ấy như vậy thì con biết nói chuyện gì nữa. Với lại dạo này con đang học nâng cao, cho nên thời gian eo hẹp lắm. Ba má thông cảm cho con nha. Con xin phép đi. Nè, sau này mà nó có đưa tiền cho bà, bà đừng có cầm nữa nha, không khéo lại mắc nợ người ta đó. Ông nói làm sao vậy? Dù sao đây cũng là trách nhiệm và bổn phận của nó mà. Bây giờ ông không lấy coi như quá dễ dãi với nó. Cho dù bà có lấy hết tiền của nó đi chăng nữa thì con của mình có trở lại bình thường như trước được không? Như vậy thì bà lấy làm gì? Để rồi mang tiếng. Hồi nãy ở đầu hẻm con thấy thằng nào giống như thằng Minh vậy? Bộ nó về thăm mấy anh hả dì Dượng? Thì nó chứ ai nữa, về đưa tiền rồi nó đi luôn đó. Dượng, ít nhiều gì con cũng thấy thằng Minh nó còn coi con là anh của nó, vẫn chịu nghe lời con về đây để thăm mấy anh. Mai mốt đừng có ép nó nữa con à. Sớm muộn gì thì cái thằng đó cũng bỏ con mấy anh mà thôi. Dượng không có muốn á là con của mình mang tiếng là bị chọc bỏ, mà cố gắng níu kéo để làm mất tương lai của thằng Minh. Không được, con không cho phép nó bỏ rơi mấy anh. Suốt cuộc đời này nó chỉ có một người vợ, đó là mẹ anh thôi. Nếu mà nó còn gây tổn thương cho mấy anh nữa là nó chết với con. Rồi con nghĩ nó sẽ quay về với con mấy anh à? Trong khi lòng của nó vẫn còn nghĩ về người khác. Sống như vậy không khác gì là ngục tù đâu con à. Tất cả chúng ta không ai có thể sống vui được đâu. Chuyện gì hả? Sao em kêu mà làm lơ luôn vậy? Đi,
Đi hết rồi. Hả? Ai đi? Vận Mai đã dục mất rồi sao? Mày nói vậy là sao? Là mày bày trò đúng không? Anh nên nhớ, tôi là cấp trên của anh. Ăn nói cho cẩn thận nghe. Bây giờ cũng có cấp trên cấp dưới vậy đây hết. Mày trả lời cho tao biết, mày bày trò có đúng không? Anh Kim ơi, anh bình tĩnh đi. Dẹp ngay cái thái độ đó cho tôi. Nếu còn muốn yên ổn mà sống ở đây nha. Tôi nhắc lại một lần nữa, không đủ năng lực thì đừng chống đối với thằng này nha. Anh à, anh bình tĩnh đi anh. Anh làm vậy bệnh nhân mà thấy không có hay đâu. Bây giờ liệu bỏ đi. Đi đúng lúc một cậu hứa là đưa bằng chứng cho anh. Trời, cô ấy đi đâu được? Cô ấy không sợ bị hắn ta thủ tiêu hả? Anh đi tìm khắp nơi rồi mà không thấy. Rõ ràng là cô ta đã lợi dụng anh để thoát được kiếp nạn này. Đúng là anh ngu. Anh quá ngu vì đã tin cô ấy. Anh khoan hãy nhận định vậy đi. Có khi nào cổ cũng bị hại mà mình không biết? Bây giờ chỗ ở của cô ta chỉ có một mình anh biết à. Mà anh có dặn đi dặn lại rồi, đừng mở cửa cho ai khác ngoài anh. Và cũng đừng bước chân ra khỏi khách sạn. Vậy mà cũng đi cho bằng được. Bây giờ lỡ rồi thì thôi anh. Thua keo này thì mình bài keo khác thôi. Em không tin đó là những người mà độc ác giống Tinh Minh á lại có thể nhẫn nhơ hoài như vậy đâu. Linh à, hồi nãy dì Dượng có bàn với anh chuyện trả tự do cho chồng của mấy anh đó. Ủa, em tưởng là việc đó phải làm từ đầu chứ. Sao bây giờ mới làm, có trễ quá không? Em nói vậy sao được. Vợ chồng phải chia ngọt sẻ bùi với nhau. Hơn nữa bây giờ mấy anh đang rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy. Giờ thêm cái chuyện mà phải ly dị chồng, anh thấy tội nghiệp cho cổ quá. Vậy nếu là anh, anh có muốn giữ khư khư bên mình người đã không còn yêu và quan tâm tới mình nữa không? Sống với nhau á, hết tình thì còn nghĩa. Nhưng mà trong trường hợp này, em thấy cả nghĩa cũng không còn, thì tiếc gì một người chồng vô lương tâm đó. Anh. Anh coi nè. Không ngờ nó lại đi trước mình một bước. Càng ngày bằng chứng tố cáo tội ác của nó lại càng mong manh. Không lo làm việc, ngồi để tám chuyện gì nữa vậy hả? Anh đọc tin sáng nay chưa? Cô gái mà anh đang tìm kiếm đã chết rồi đó. Ai? Là Liễu. Liễu nào? Không biết là bác sĩ Minh bận bịu công việc nhiều quá nên bị mất trí, hay là cố tình mất trí ta? Bác sĩ Kim biết không, thông thường thì những chuyện không hay hay là không liên quan tới tôi, ít khi nào tôi để tâm tới lắm. Vậy à? Ừ. Vậy bệnh nhân nữ mà cậu đã tra hỏi tôi về sự mất tích của cô ấy thì sao ta? À, thì ra là cô ấy. Ồ, cô ấy chết rồi hả? Do vết thương bị nhiễm trùng hả? Cô ấy treo cổ. Ồ, không phải, cô ấy đã bị người ta hại chết. Ồ, cũng may là cô ấy không chết ở bệnh viện mình, chứ nếu không Á Châu khó tránh khỏi bị liên lụy. Việc quản lý bệnh nhân quá thấp kém. Tôi không ngờ là trưởng khoa Minh lại máu lạnh như vậy ha.
đối với cái chết của một con người mà cậu vẫn có thể thản nhiên suy tính như vậy ha. Anh nói hơi quá rồi. Là bác sĩ của bệnh viện, tôi đương nhiên phải có nhiệm vụ và trách nhiệm để lo cho danh tiếng của bệnh viện mình. Anh đó cũng nên cẩn thận đi, vì anh là bác sĩ trực tiếp điều trị cho cô ta. Không chừng cũng có thể công an mời anh lên để điều tra đó. Có rảnh đi thắp nhang cho cô ấy nha. Anh đôi co với hắn làm gì vậy? Coi chừng bị sập bẫy hắn nữa đó. Em nghĩ bây giờ mình cần bình tĩnh tính toán để coi tiếp theo mình phải đối phó với hắn như thế nào. Anh ơi. Ủa, em. Bài muốn gặp anh, kêu anh qua bên đó có chuyện gì kìa. Có chuyện gì với em? Bí mật, đi với em đi rồi biết. Bà gọi hai con qua đây là có chuyện quan trọng bà muốn hỏi. Ba. Bây giờ ba cho phép con làm quen với cách xưng hô này đi, bởi vì chuyện hôn sự của tụi con cũng sắp đến rồi. Vậy là ba chấp nhận cho tụi con đám cưới. Sao lại không? Trong khi thì con rất cầu tiến và con biểu hiện rất tốt trong thời gian qua. Sao, hai đứa đã tính chuyện này chưa hay là vẫn còn muốn tự do? Ba, tụi con cũng đang tính. Nhưng mà có một chuyện tụi con vẫn chưa yên tâm. Hả? Con chưa yên tâm chuyện gì? Con biết mà, hồi trước tới giờ lúc nào ba cũng thương yêu và chiều chuộng hai đứa tụi con mà. Chuyện quản lý bệnh viện đó ba. À. Thì ra là chuyện này. Thôi hai đứa tập trung lo đám cưới trước đi. Mà những cái gì mà ba hứa là ba sẽ làm. Anh biết ba hứa gì không? Ba đã hứa là chúng ta sẽ được toàn quyền quản lý Á Châu ngay sau đám cưới. Dạ thưa ba, ba quyết định như vậy có vội vàng quá không? Con chỉ lo là hai đứa con không đủ năng lực để quản lý bệnh viện thôi. Ba luôn tìm hiểu và suy nghĩ thật là kỹ trước khi quyết định chuyện gì. Chỉ cần hai đứa đừng làm ba thất vọng là được. Tuân lệnh ba. Có chính xác không con? Dạ, thông tin này con có được từ một công ty thám tử nổi tiếng. Vậy rất chính xác. Khắc Minh bây giờ đang là một bác sĩ trưởng khoa ngoại và đang yêu con gái lớn của giám đốc bệnh viện. Còn thằng Hào thì sao? Hai anh em nó có sống chung với nhau không? Dạ không. Cậu Hào thì kém may mắn hơn. Hiện tại thì cậu Hào đang ở trọ trong khu xóm củi và làm bảo vệ. Thôi không nói nữa, con đưa cô tới gặp hai đứa nó nha. Đi gặp thằng Hào trước. Dạ. Vậy mình đi nha cô. Hào, là mẹ đi con. Mẹ là mẹ của con nè. Hào à, con hãy về với mẹ đi. Mẹ, mẹ sẽ không để cho con phải khổ sở thiếu thốn như vậy nữa. Hai anh em con cùng về với mẹ nha con. Tôi không có mẹ. Bà hãy đi. Con nói về mẹ đau lắm con biết không? Hào, mẹ xin con hãy tha thứ cho mẹ. Hãy cho mẹ một cơ hội để bù đắp cho hai đứa con. Mẹ má, mẹ má, mẹ đừng bỏ con mà mẹ. Cho mẹ đi mà. Mẹ, đừng có níu kéo mẹ. Ơi, mẹ đừng bỏ con mà. Buông mẹ ra. Mẹ. Mẹ, buông mẹ ra. Đừng có đi mà. Mẹ nói là con buông mẹ ra. Đừng bỏ con mà mẹ. Vô đi. Chú đừng có bắt mẹ con đi mà.
đi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, 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 mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Không sao đâu, đừng có khóc nữa, anh lo cho em được mà. Mẹ ơi, bà đi cứu bác tôi, đi, đi, tôi không muốn gặp mặt bà, đi. Con thấy cô khóc hoài à. Cô có sao không cô? Cô không sao. Con ra gọi Vũ vô đây cho cô nha. Dạ. Dạ, thưa cô và anh, đây là phòng của trưởng khoa Minh. Dạ, để con vô thông báo với trưởng khoa trước. Cô cảm đợi con chút cô. Xíu. Cô chờ chút. Dạ, bác sĩ trưởng khoa hiện không có trong phòng. Con nghĩ là bác sĩ sẽ quay lại nhanh thôi. Tại vì hôm nay bác sĩ không có ca mổ. Cô với anh, nếu mà không có chuyện gì bận á, thì có thể ngồi đây đợi bác sĩ một chút xíu có được không ạ? 2 tiếng nữa, mình có hẹn với anh Tuấn bên sở nhà đất rồi cô, sợ không kịp á. Không sao, cô sắp xếp được. Dạ. Cô ơi, vậy thì cô gọi điện thoại di động cho bác sĩ Minh thử xem. Vậy làm phiền cô gọi giúp tôi nha, tại vì tôi không biết số của bác sĩ Minh. Ủa, không phải cô và anh là người quen của bác sĩ Minh sao? Tại sao lại không có số? Ê tớ Tuyết, có chuyện gì đứng trước phòng tôi? Dạ, hai người để tới đây tìm bác sĩ á. Nhưng mà em không thấy bác sĩ ở trong phòng, nên nói họ ở đây đợi. Thôi được rồi, cô đi làm việc đi. Dạ. Mời hai người vào phòng. Đi cô. Xin lỗi, hai người tìm tôi có chuyện gì không? Mẹ biết con đã nhận ra mẹ từ lúc đứng ngoài kia rồi. Xin lỗi, chắc là cô đã có sự nhầm lẫn gì rồi. Tôi là trẻ mồ côi, ba mẹ của tôi đã mất từ nhỏ. Mẹ biết trong lòng hai anh em con mẹ đã chết rồi, nhưng mà mẹ vẫn muốn tìm hai đứa để xin tụi con tha thứ cho mẹ. Cô hãy đi tìm con của mình mà xin. Tôi không phải là con của cô, và cũng không quen ban ân huệ cho người dân. Xin lỗi, vì thời gian của tôi dành cho hai người đã hết. Mời cô và anh ra ngoài cho.
đi cô. Mẹ cảm ơn con đã dành chút thời gian cho mẹ. Mẹ thấy con thành đạt như bây giờ, mẹ vui mừng lắm. Cho dù con không chịu nhận lại mẹ. Đâu phải đứa trẻ mồ côi nào cũng có tương lai mù mịt. Càng thiếu thốn, càng khốn khổ, càng bị khinh rẻ thì nó càng biết vươn lên. Nếu không, nó sẽ bị người ta dẫm đạp cho đến chết. Đó là điều mà mẹ quá cố đã dạy cho tôi lúc bãi bỏ anh em tụi tôi. Con à, mẹ có tội. Mẹ có chết trăm lần ngàn lần cũng không đền hết tội lỗi của mẹ. Dù hai anh em con không nhận lại mẹ. Đi ra. Cô ơi, cô có sao không cô? Ra ngoài. Cô. Mình đi thôi cô. Cô à, những chuyện này con nghĩ là không thể gấp gáp được. Từ từ rồi thời gian sẽ giúp cho họ hiểu ra thôi. Cô đừng có đau buồn quá. Mình về nha cô. Giám đốc bỏ rơi chồng con của mình để có được điều này sao? Rồi bây giờ đột nhiên tìm về xin anh em tôi tha thứ. Bà đang có dụng ý gì đây? Ngay mà. Tình mẫu tử là gì chứ? Đồ giả dối. Anh ơi, anh bị làm sao vậy? Anh có chuyện gì hả? Không có gì đâu. Có chút chuyện bực mình thôi. Có chuyện gì anh nói cho em nghe đi. Em chưa bao giờ thấy anh giận dữ vậy hết. Mấy chuyện vặt vãnh thôi mà, em không cần để ý để làm gì đâu. Mà em tìm anh có gì không? Dạ có. Mấy đứa bạn của em á, thời đại học mới về nước. Tụi nó mời tối nay em với anh đi club chơi. Tụi nó muốn gặp mặt anh á, anh đi nha. Tối nay anh có việc rồi, em cáo lỗi và hẹn họ dịp khác giùm anh nha. Có việc gì mà quan trọng hơn em nữa. Để mấy hôm nữa thư thả rồi anh sẽ nói với em sau. Vậy thôi, tối nay em về lịch hẹn trễ hơn một chút, xong việc ra đi chung với em ha. Anh nói là không đi được mà. Dời ngày lại đi, đừng có ép anh. Anh không ngờ bà ấy lại nhẫn tâm đến như vậy. Mấy hôm nay anh cũng suy nghĩ rất là nhiều, cũng có chút hy vọng là bà ấy thật lòng ân hận vì đã bỏ rơi anh em mình.
Nhưng sự thật lại luôn khiến người ta đau lòng phải không anh? Muốn lợi dụng anh em mình để che mắt dư luận. Bảy ngay cả tình người cũng không còn. Bảy thậm chí đã quỳ xuống trước mặt em xin tha thứ. Đến khi em đọc được thông tin của bảy trên báo chí, em mới thấy Thà mình là một đứa trẻ mồ côi còn hay hơn. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bảy đâu. Những tháng ngày anh em mình phải lăn lóc đầu đường xó chợ, anh không thể nào quên được. Càng khổ sở bao nhiêu thì anh càng hận bảy bấy nhiêu. Lần về nước này của bảy, đó là một sai lầm lớn. Để em chống mắt lên coi bà ấy sẽ phải đối diện với giới truyền thông ra sao. Thôi, mặc kệ bảy đi, không đáng để cho anh em mình bận tâm theo dõi đâu. Bây giờ em nên dành thời gian cho mẹ anh. Em nên nhớ, dì Dượng mới chính là người ơn, là cha mẹ thứ hai của anh em mình. Đừng để cho bất kỳ ai trong gia đình đó bị tổn thương hết. Chút nữa em sẽ về ghé thăm cô ấy. Mai anh đáng thương lắm rồi, em đừng có phụ cô ấy. Anh không muốn anh em mình bị người đời đánh đồng là mẹ nào con nấy đâu. Dạ, thưa ba má con mới tới. Dạ, hồi chiều đi siêu thị có ghé mua ít đồ mang về cho gia đình mình đây. Dạ, mai anh đâu rồi ba má? Nó trong nhà kìa, ăn cơm xong á là đòi vô trong nhà để lo cho búp bê. Con vô thăm nó đi. Dạ thôi, con tranh thủ ghé ngang nhà mình một chút. Thế ai cũng mạnh khỏe như vậy cũng yên tâm rồi. Ủa, mày cứ như vậy hoài hả? Tao thấy riết mày coi cái nhà này như tới đây để làm từ thiện vậy. Cái nhà này đâu có thiếu cái ăn tới vậy đâu. Ông á nha, thiệt tình à, nó đang bận việc mà, làm sao bắt buộc nó phải về nhà hoài được. Mà nè, ông cứ mặt nặng mày nhẹ với nó hoài như vậy á, mai mốt nó không về luôn thì con mình khổ với ai. Chứ nó về cái kiểu này cũng giống như nó không về vậy. Mà coi coi, nó không muốn vô phòng con vợ nó nữa kìa. Với người khác thì nó quan tâm chăm sóc, còn với con mày anh á, nó lạnh nhạt vậy đó. Đúng là cuộc đời. Má, thái độ của ba đối với con lạ quá. Bộ có chuyện gì hả má? Còn chuyện gì nữa. Hôm qua đây nè, con Tuyết nó đến nó thăm mấy anh đó. Cô lại nói bậy bạ gì nữa? Thì nó nói nó thấy con vẫn qua lại với con gái của giám đốc bệnh viện phải không? Bà bày ổng nghe được. Ông đâu có nói gì từ hôm qua tới giờ. Bây giờ gặp con á, đổ hết lên đầu con nó thấy không? Cô ấy đã đi quá xa rồi. Chỉ vì một chút đố kỵ mà cố tình làm nhiều chuyện để chia rẽ gia đình của mình. Con sẽ nói chuyện trực tiếp với cô ấy. Ba má, sau này cũng nên cân nhắc một chút khi nghe lời của người ngoài nói chuyện nha. Má biết rồi, chỉ ba con thôi à. Dạ con đi đây. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô. Muốn làm bạn yên ổn thì nên giữ cái miệng của mình. Nếu không thì đừng có hối hận. Anh nói gì tôi không hiểu gì hết trơn vậy. Tôi có nói gì bậy bạ đâu. Không cần phải đóng kịch nữa. Tất cả những gì cô nói về tôi trong và ngoài bệnh viện tôi đều biết hết. Nếu như cô chọc tôi phát điên lên, hậu quả sẽ không lường được đâu. Lần này hắn phải gặp riêng mình để cảnh cáo. Vậy mọi chuyện đúng là không đơn giản rồi. Chắc chắn là hắn đang có một bí mật gì đó muốn giấu gia đình Mai Anh và Uyển Lan. Mình phải đi gặp bác sĩ Khiêm thôi. Bà đã gặp anh để nói chuyện chưa? Anh chưa thấy. Mà có chuyện gì em có biết không? Hôm qua ba có hỏi em về chuyện kết hôn của hai đứa mình đó. Em trách ba giao việc cho anh nhiều quá tới nỗi mà anh không có thời gian để quan tâm tới chuyện của hai đứa mình luôn.
Trời ơi, ba đã tin tưởng giao việc quản lý bệnh viện cho anh. Anh chưa hoàn thành tốt mà bây giờ để cho em than vãn với ba như vậy, chẳng khác nào thừa nhận là mình rất bất tài. Anh đừng có lo, thực lực của anh ra sao á thì ba cũng đã biết rồi. Bệnh viện này chắc chắn sẽ nằm trong tay của em và anh thôi. Nhưng mà bây giờ việc quan trọng á chính là việc kết hôn. Anh có biết chưa? Thì anh cũng đang tính đến chuyện đó nè. Anh mà tính cái gì? Em thấy anh chẳng đã động gì tới hết á. Thậm chí mà cái việc anh đưa em về ra mắt bên gia đình của anh cũng không có nữa. Thôi mà, anh có nghĩ đến chuyện đó thiệt, chỉ là anh chưa sắp xếp được thời gian thôi. Vậy thì anh không cần phải sắp xếp nữa đâu, em đã sinh ba rồi. Là sao? Thể theo nguyện vọng của con gái cưng thì ba của em đã tạm thời cho phép anh được nghỉ 2 tuần để đưa em về ra mắt gia đình của anh. Anh, bộ anh không muốn hả? Đâu có, chỉ là anh hơi bất ngờ thôi, tại vì anh chưa kịp bàn giao lại công việc. Bà của em á đã giao cho em toàn quyền quyết định rồi, cho nên cái việc nghỉ phép của anh á sẽ do em quyết định. Bây giờ em tạm thời sẽ cho anh 1 tuần để chuẩn bị, ok? Ok. Có thật vậy không? Mày đâu có liên lạc gì với hàng xóm mà sao bà tìm ra được? Hai đứa bay bỏ đi lâu lắm rồi mà sao bà tìm được hay vậy? Bà không nghe nó nói hả? Mẹ của nó bây giờ là một nữ doanh nhân thành đạt. Trời đất ơi, người ta có tiền, người ta tìm tung tích người thân dễ như trở bàn tay, có khó gì đâu. Đúng là sức mạnh của đồng tiền. Bởi vậy, cũng vì tiền, biết bao nhiêu người phải chịu đánh đổi tất cả mọi thứ. Thậm chí tình mẫu tử cũng bị coi rẻ nữa, không thấy không? Cái bà này, mẹ con người ta mới gặp lại nhau, bà nói vậy chẳng khác nào chia rẽ mẹ con người ta. Ủa, tôi nói sai hay sao? Trời ơi, người đàn bà đó không có xứng đáng có được 2 đứa con trai như vậy đâu. Cái bà này, thôi bà vô nhà, bà lo cơm nước cho con mấy anh đi, nghe chưa? Ông trưa trời rồi kìa. Thôi được rồi, ông đuổi thì tôi đi, nhưng mà trước khi đi á, tôi phải nói một câu nữa mới được. Tôi nói thiệt nha, trên cuộc đời này bất cứ người đàn bà nào vì tiền mà nhẫn tâm dứt bỏ con ruột của mình á, đều không xứng đáng là con người. Theo tôi là vậy đó. Hào, Dương xin lỗi con nha. Dì của bay ăn nói lỗ mãng quá. Con đừng có buồn nha, bỏ qua cho bả nha. Dạ không sao đâu Dương, con biết dì thương tụi con nên tức giùm tụi con thôi. Vậy hai đứa bay tính sao? Đâu cần phải tính đâu Dương, từ xưa đến giờ đã không có quen rồi, nên bây giờ đâu cần thiết phải có nữa. Nhưng mà con nói thật với Dương đi, có phải á là con luôn luôn cần tình thương của một người mẹ đúng không? Không, không có. Ai cũng nghĩ đứa mồ côi nào cũng cần tình thương của mẹ, nhưng họ sai rồi. Họ không sai đâu con. Dương luôn để ý ánh mắt của con. Khi Bay đứng nhìn dì Bay chăm sóc cho con Mai Anh, nè, trứng được có khôn hơn vịt nghe, Dương biết hết á. Đó là tại vì dì Dượng cũng mang 2 anh em con. Con thương dì Dượng như là cha mẹ ruột. Và bây giờ con chỉ cần có dì Dượng là đủ rồi, con không có cần ai khác hết. Thôi Bay đừng có nói cứng như vậy, không có nên đâu. Hãy nhìn lại lòng mình đi, xem coi có thể tha thứ cho mẹ của Bay được hay không, để mẹ con Bay được đoàn tụ. Dì Dượng nghĩ á, mẹ của Bay cũng đã có suy nghĩ lại rồi, chắc là cũng đã ân hận dữ lắm, hiểu chưa? Còn chơi với em đó hả? Thích không? Nè, thấy mắt nó đen không? Giống như mắt của con vậy đó. Đẹp như mắt của con vậy đó. Nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như vậy, không biết tới chừng nào. Nhiều khi bí bách quá, dì nghĩ đến lúc chết chắc có lẽ dì cũng phải kéo nó theo. Trời ơi, dì nói cái gì vậy?
Dù sao thì cũng cũng còn có con với thằng Minh mà gì. Chứ để nó sống như thế này, làm sao mà dì đi mà thanh thản với yên tâm được hả con? Con xin dì đừng có nói như vậy mà. Có gì thì để cho con với thằng Minh lo. Lo làm sao được mà lo, sớm muộn gì thì hai đứa cũng phải có vợ có con đúng không? Thằng Minh nó phải có trách nhiệm với mấy anh chứ. Mà nó có thường về thăm nhà không gì? Thì thoảng thì cũng có, nhưng mà ngồi chưa nóng đít á là nó đã đi rồi. Cái thằng này, con phải nói chuyện với nó mới được. Thôi con à, con đừng có ép nó, cũng đừng có bắt ép nó phải về thăm con Mai Anh nữa. Số con Mai Anh đã như vậy rồi, để dì gánh chung với nó. Dì không muốn vì chuyện này mà hai anh em lại gây gổ với nhau. Con xin lỗi dì. Dì Dượng lúc nào cũng nghĩ cho hai anh em con. Nó gặp bà ấy chưa? Nó còn quyết liệt lạnh lùng hơn con. Bà ấy đã quỳ xuống trước mặt nó, nhưng nó vẫn thề là sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ấy. Thật ra lúc nãy dì có hơi quá lời về mẹ của con. Chẳng qua dì tức cho hai đứa thôi. Sao vậy? Có chuyện gì mà mặt mày suy nghĩ căng thẳng dữ vậy? Anh có nhớ em kể cái chuyện hai người mà nhờ em dẫn đi gặp tên Minh bữa trước không? Mà có chuyện gì hả? Em biết họ là ai hả? Chưa. Nhưng mà em nghĩ mối quan hệ của họ không bình thường đâu anh. Có gì đâu mà không bình thường. Thì bây giờ bệnh nhân hẹn gặp riêng bác sĩ, đó cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà thái độ của họ khi gặp nhau rất là lạ. Người phụ nữ đó lúc về á còn khóc đến mắt đỏ hoe luôn đó. Trời. Nè, nhiều khi á bác sĩ Minh thông báo về tình trạng sức khỏe của người thân, cho nên họ kìm lòng không có được, họ mới khóc thôi. Em đó, đừng có lúc nào cũng đa nghi như vậy, không có tốt đâu. Hả? Em đa nghi như vậy là vì ai? Vì em muốn tìm ra sơ hở của hắn để trả thù cho anh còn gì? Anh đã không hiểu em thì thôi, còn nói vậy nữa, thấy ghét. Thôi, anh biết rồi mà, đừng có giận, được chưa? Ha? Nghĩ lại, anh thấy Lẹm nói cũng đúng. Anh thấy mối quan hệ của họ không đơn giản như là anh nghĩ. Hay là tối nay anh ghé nhà em đi, em làm mấy món ngon tẩm bổ cho anh, rồi mình cùng nhau bàn tính về cách để điều tra người đàn bà ấy như thế nào, ok không? Ok. Nè, đây là nơi làm việc chứ không phải là nhà riêng mà để các người thể hiện tình cảm như vậy. Để bệnh nhân thấy thì không hay ho đâu. Làm như bà hiền lắm vậy đó. Bà cũng ôm ông Minh xà nẹo chứ gì nữa mà dạy đời người ta. Thì ghét. Thôi, tập trung làm việc đi. Mẹ biết trong lòng hai anh em con mẹ đã chết rồi, nhưng mà mẹ vẫn muốn tìm. Bộ anh không muốn hả? Đâu có, chỉ là anh bất ngờ thôi, tại vì anh chưa kịp bàn giao công việc nữa.
Ba của em á đã giao cho em toàn quyền quyết định rồi, cho nên cái việc nghỉ phép của anh sẽ do em quyết định. Bây giờ em tạm thời cho anh một tuần để chuẩn bị, ok? Ok. Ten ten ten. Nhìn ngon không anh? Hấp dẫn. Anh ăn đi. Có rau nữa nè. Bỏ rau vô ăn chung cho nó ngon. Nè anh, anh ráng ăn nhiều đi chứ. Dạo này anh cứ lo đi lật tẩy tên Minh, em thấy anh ốm đi hẳn đó. Em cũng phải tự chăm lo cho mình đi. Đi theo anh suốt mà. Tại vì anh xứng đáng mà. Chỉ có những người thiển cận á mới không biết được giá trị của anh mà thôi. Ý em là sao? Chắc là anh có giá nên mới theo anh chứ gì. Đương nhiên rồi, giá của anh cao lắm đó. Có người đang tiếc rẻ vì đã lỡ bỏ rơi anh kìa. Bữa nay mày đặt nói bóng nói gió nó là sao? Có gì nói thẳng ra đi. Thì là chuyện của bà Lan đó. Hồi chiều này á, bà thấy em với anh thân mật với nhau, cho nên bà ghen tức rồi nói mấy lời dạy đời em. Làm gì có mấy chuyện đó. Bây giờ Uyên Lan cũng đã có thằng Minh rồi. Em là phụ nữ á, cho nên suy nghĩ của phụ nữ em hiểu hết á. Bà Lan mặc dù không còn là gì của anh nữa, nhưng mà bà vẫn muốn anh yêu thương bà. Người xấu nè. Làm gì mà nhắc tới bà cái anh vậy luôn vậy? Đừng có nói á, là đang tơ tưởng nhớ tới người ta nha. Không có đâu. Ăn đi. Em cấm anh á là không được tư tưởng tới bà Lan nữa nha. Bây giờ em không chỉ là người yêu của anh, mà còn là đồng minh và trợ thủ đắc lực của anh nữa đó. Ok ok, biết rồi cô nương à, đừng có nhắc lại nữa nha. Thôi ăn đi nè. Anh đã gặp lại bà ấy. Mẹ của anh. Ủa, không phải là anh nói anh mồ côi sao? Tại anh không muốn nhắc tới bà ấy, cho nên anh đã giấu em. Tại sao phải giấu? Bà ấy đã bỏ rơi cha con anh trong lúc khốn khó nhất, cho nên anh đã coi như là bà ấy đã chết rồi. Tới bây giờ thì bà ấy quay về, bà ấy đã mang tiền bạc ra để mà bù đắp những tổn thất trước đây đối với anh. Bà ấy coi rẻ anh quá. Thôi anh đừng uống nữa mà. Anh uống say chỉ làm mình mệt hơn thôi. Em nghĩ có lẽ là mẹ anh đã tự dằn vặt rất nhiều thì bà ấy bỏ rơi anh, và bây giờ bà ấy quay trở lại để bù đắp cho anh. Dù cách làm của bà ấy hơi nhạy cảm thôi. Chịu sự dằn vặt nhưng mà sống trong giàu sang sung sướng còn hơn là phải lăn lóc ở đầu đường xó chợ, em hiểu không? Cho nên suốt cuộc đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ấy. Em nghĩ nếu như anh không thực sự hận và dằn vặt bản thân mình thì anh đã không như vậy rồi. Anh thử cho mình một cơ hội đi, cũng như là anh sẽ cho mẹ anh một cơ hội để mà chuộc lỗi. Không, anh rất cần một gia đình, nhưng bây giờ thì không. Thank you.
trước mặt tôi. Đi, đi, tôi không muốn gặp mặt ba. Anh, còn 3 ngày nữa là hết hạn rồi chứ gì. Yên tâm đi, anh đã sắp xếp gần xong rồi. Anh sẽ đưa em đi gặp mẹ anh. Vậy là anh đã mở lời rồi đúng không? À, mà bác thích cái gì để em mua về làm quà nữa? Ba anh mất rồi, em là món quà lớn nhất rồi, cho nên không cần phải chuẩn bị gì đâu. Anh càng ngày càng khéo miệng đó nha. Nhưng mà nói gì thì nói, em cũng phải mua cái gì về làm quà cho phải phép chứ, lần đầu gặp mặt mà. Thôi được rồi, anh sẽ nói với em sau. Anh đang chuẩn bị bàn giao công việc, em về phòng trước nha. Ok, anh tập trung bàn giao công việc cho nhanh đi nha. Ừ, rồi mình đi không thì trễ á. Anh biết rồi. Cuối cùng thì con cũng tới rồi. Con ngồi đi con. Chắc con vừa tan ca, con đói bụng lắm hả? Mẹ nói nhiều đồ ăn ngon mà con thích nè. Con ăn đi con. Ăn đi con. Cảm ơn. Tôi thay đổi khẩu vị từ lâu rồi. Với lại tôi đến đây chỉ muốn nhờ bà giúp tôi một việc. Đó là hãy làm mẹ của tôi khi tôi đưa bạn gái về để ra mắt. Mẹ vốn dĩ là mẹ của con mà. Con không cần phải nhờ giả mẹ đâu. Con cứ đưa bạn gái của con về đi. Chắc là bà hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi muốn bà hãy đóng giả là mẹ của tôi, để tôi có được một gia đình hạnh phúc. Đây là người yêu của tôi, tôi sẽ lấy cô ấy làm vợ. Tôi không muốn cô ấy có một cái nhìn không hay về quá khứ nghèo khổ của tôi. Nếu bà thật sự muốn bù đắp cho tôi, hãy diễn thật tốt vai diễn người mẹ đức hạnh này đi. Vậy nha. Thuốc không? Cho tôi điếu coi. Tôi không hút thuốc. Nè, không hút thuốc chắc có tiền phải không? Giúp tụi này đi. Bả quá. Mấy anh muốn gì đây? Xin thuốc không được, rồi bây giờ chuyển qua xin tiền. Mấy anh muốn kiếm chuyện hay gì vậy? Đó, tao xin tiền, tôi kiếm chuyện vậy. Nè, cái chỗ này là chỗ công ty của người ta. Mấy anh đi chỗ khác chơi giùm cái đi. Tao đứng ngoài đây chứ tao không có đứng trong công ty. Sao? Giờ mày muốn đưa tiền hay là muốn ăn đấm? Giờ mày sao? Có đưa tiền không? Mấy anh làm ơn đi chỗ khác chứ giờ một cái. Mẹ đó, thử đó. Anh Hào, anh có bị sao không vậy? Để em coi coi. Trời ơi, chảy máu rồi nè. Thôi mà đi bệnh viện đi. Trời ơi, có một chút xíu hà, đâu có gì nghiêm trọng đâu mà phải đi bệnh viện. Thôi anh vô bệnh viện để cho người ta băng bó mấy vết thương đi. Anh ở lại công ty người ta, lỡ có chuyện gì thì ảnh hưởng hơn đó. Không cần đâu, anh còn đang làm việc mà. Thôi đi liền với em đi. Trời, thấy chưa, anh bị trật tay rồi chứ không phải chảy máu nữa đâu. Trời ơi, trời đất ơi, để em vô em kêu người. Đã, Linh. Hai cô đã nghe tôi dặn dò kỹ chưa? Dạ. Có gì không hiểu á, cứ hỏi ý tôi. Dạ bác sĩ. Dạ bác sĩ. Đi làm việc đi. Dạ. Anh bị sao vậy? Tôi bị người ta xông vô đánh. Nè, Việt Linh đưa anh tới đây đó. Coi chừng cô. Tuyết. Chào bác sĩ. Chào bác sĩ. Thôi mình đi. Qua đây. Qua bên phòng. Có chuyện gì vậy anh? Em ngồi đi. Em có biết rõ mối quan hệ về gia đình của bác sĩ Minh không? Sao tự nhiên anh lại hỏi em chuyện này? Em có biết không? Cứ trả lời câu hỏi của anh đi. Em đã từng đọc qua thông tin của anh ta rồi. Vậy bác sĩ Minh có anh em trai hay là gì không? Không,
Theo em biết á, gia đình ảnh chỉ có ảnh là con một mà thôi. Với lại lúc mà em còn thân với anh ta thì anh ta chẳng bao giờ nói về gia đình của mình hết. Khi em hỏi á, thì anh ta chỉ nói qua loa mình là con một vậy thôi à. Mà sao vậy, anh phát hiện ra chuyện gì nữa hả? Lúc nãy anh có thấy bác sĩ Minh có nói chuyện với một thanh niên, mà mối quan hệ của họ, họ xưng hô là anh em đó. Giống như là họ đang cố gắng giấu mối quan hệ của họ, họ không cho ai biết. Vậy có nghĩa là anh từng thấy anh trai của trưởng khoa Minh hả? Anh thì cũng không rõ nữa, để anh điều tra thử xem sao. Nhưng mà tại sao anh ta lại nói là anh ta là con một ta? Có khi nào anh ta giấu chuyện gì không anh? Để anh điều tra lại coi sao. Thôi anh đi ạ. Dạ. Bác sĩ Minh. Đi đâu mà vội vậy? Qua thăm bệnh nhân, ta về thăm rồi. Khoan, bệnh nhân á, ngày nào mà chả thăm. Chắc cái này là người thân lâu lâu mới gặp nè. Ê, sao lúc nãy không chịu giữ người ta lại, giới thiệu cho mọi người biết, tự nhiên để người ta đi về luôn vậy? Anh có ý gì đó? Ê, đừng có hiểu lầm nha, tôi không có ý gì hết. Sự thật mãi mãi là sự thật mà. Có phải người lúc nãy á là anh ruột của cậu có đúng không? Đừng có ăn nói bậy bạ nha, đó chỉ là một trong những người anh kết nghĩa của tôi thôi. Sự thật thế nào chỉ có cậu biết, đâu cần giải thích với tôi. Tôi chỉ quan tâm hỏi thăm thôi mà. Sự thật mãi mãi là sự thật, cố giấu khó chịu lắm. Để rồi coi, anh kết nghĩa là anh ruột, dễ biết thôi. Anh người bên thám tử có đúng không? Đúng rồi, tôi có thể giúp gì cho anh? Tôi cần anh điều tra thông tin của người này, nơi làm việc, nơi ở và mối quan hệ gia đình của người đó như thế nào. Tất tần tật mọi thông tin. Không thành vấn đề, tôi sẽ điều tra thông tin người này cho anh. Bây giờ mời anh lên phòng tôi ký tên. Mời anh. Dạ, chào trưởng phòng. Trưởng phòng mà, có 10 bác sĩ mới ra trường muốn nộp hồ sơ tại đây. Trưởng phòng coi đi. Dạ. Chị về phòng trước đi. Dạ. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bây giờ anh có chuyện gì thì mới gặp em nói chuyện được hay sao? Coi bộ sống cạnh hoàng tử, em tuyệt tình hơn anh nghĩ à. Anh thích mỉa mai quá ha. Có chuyện gì em nói nhanh đi, em sắp phải đi rồi. Anh chỉ muốn đến xem á, là em có gặp người nhà của bác sĩ Minh chưa? Có gì vui không? Người nhà nào? Anh mới thấy anh trai của chồng tương lai em, chẳng lẽ em chưa gặp luôn hả? Anh Minh làm gì có anh trai? Hừ.
Thì ra bác sĩ Kim rất thích soi mói chuyện của người khác. Tôi nghĩ anh nên xử sự sao cho đáng mặt đàn ông đi. Cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra. Nếu không muốn người khác biết việc của mình làm, thì trừ khi mình được làm. Anh có anh trai hả? Chỉ là người anh kích nghĩa của anh thôi. Do trước đây anh giúp gia đình của anh ta, cho nên anh ta quý anh và muốn kích nghĩa với anh. Chẳng lẽ em không tin anh mà lại đi tin bác sĩ Kim à? Không phải, tại vì em chưa có từng nghe anh nói về người này. Anh nghĩ đó là chuyện nhỏ, cho nên anh không có nói. Với lại đâu phải chuyện gì anh cũng nhớ hết mà nói cho em nghe. Em thực sự thất vọng về anh Kim. Em không nghĩ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng xấu tới như vậy. Ông bà ta nói rồi, gần mực thì đen, gần đèn á thì sáng. Anh nhớ coi lại camera giám sát giùm anh nha. Dạ. Coi kỹ đó. Anh ơi. Chào anh. Ôi, cho tôi mượn cái hộp quẹt. Xin lỗi, tôi không có hút thuốc. Ủa, vậy hả? Tôi xin lỗi nha. Mà anh ơi, tôi thấy anh đây rất là quen. Hình như tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải. Bệnh viện Á Châu, đúng không? Hình như anh là anh trai của bác sĩ Minh hả? Chắc anh lộn tôi với người nào rồi đó. Không, trời ơi, trí nhớ của tôi rất là tốt, tôi không có nhìn lầm đâu. Tôi thấy anh rõ ràng là có nói chuyện với bác sĩ Minh mà. À, đúng rồi, hôm đó tôi có xuất hiện ở bệnh viện. Nhưng mà tại vì bác sĩ Minh á là cứu chữa cho người thân của tôi, cho nên mẹ tôi nhận bác sĩ Minh là con nuôi. Tụi tôi chỉ là anh em kết nghĩa với nhau thôi, chứ cũng không phải là ruột rà gì hết. Vậy hả? Ủa, anh Kim. Ủa, Linh. Anh làm gì ở đây vậy? Anh đi ngang qua đây. Anh thấy anh này là anh trai của đồng nghiệp, nên anh lại hỏi thăm. Ủa, còn em đi đâu? Ủa, anh Hào là con một mà, làm gì có anh em. Còn em hả? Anh Hào sắp tới giờ tan ca rồi. Em qua em rủ anh Hào để tới thăm mấy đứa trẻ mồ côi đó mà. Vậy hả? Chắc có lẽ là do tôi nhầm lẫn. Không có gì đâu. Thôi xin lỗi anh ha. Chào anh. Thôi anh đi trước à? Dạ. Tôi đi à. Ủa, sao tự nhiên anh ta lại quan tâm đến gia cảnh của đồng nghiệp vậy? Hay là anh ta có mục đích gì mà người đồng nghiệp mà anh ta quan tâm là ai vậy anh? Là bác sĩ Minh. Chắc có lần anh ta thấy anh nói chuyện với bác sĩ Minh lúc ở bệnh viện, cho nên hỏi vậy thôi chứ không có gì hết. Chắc em nghĩ là ảnh vẫn còn yêu chị Lan, cho nên muốn tìm mọi cách để hạ bệ anh Minh đó mà. Nhưng nếu như mà sự đoán của em đúng như vậy thì anh ta thật là tệ. Em tới gặp anh có chuyện gì vậy? Mình đi thăm trẻ trẻ mồ côi anh quên rồi hả? Em chờ chút xíu. Dạ rồi. Anh đi lấy đồ đã. Em chờ anh nha. Bà thấy con gái của ba đẹp không? Giản dị mà sang trọng. Mà bản thân của con á, đã đẹp rồi, con mặc gì cũng đẹp hết trơn á. Ủa, mà hôm nay có gì vui vậy? Dạ, con đi gặp mẹ của anh Minh. Mà con thấy hồi hộp quá ba ơi. Có gì đâu con. Con chỉ cần
cẩn trọng lời ăn tiếng nói, rồi giữ ấn tượng trong lúc gặp mặt đầu tiên thì là tốt rồi. À, nhưng mà ba nghĩ mấy chuyện đó đối với con gái của ba khỏi lo rồi ha. Dạ con biết rồi, con cảm ơn ba. Thưa ba con đi. À, ừ. Chào ba. Ừ, ngồi đi con. Dạ. Ủa chị Lan đi đâu vậy ba? Bữa nay nó nói nó đi ra mắt gia đình chồng tương lai của nó. Vậy chị có nói khi nào cưới không ba? Chưa, ba không nghe nó nói gì hết. Ờ, cưới xong rồi chị có ở đây nữa không vậy ba? Ờ, chắc là không đâu. Ba biết là nó muốn ra ngoài ở riêng. Ờ. Dù sao đi nữa thì tụi con cũng là chị em một nhà. Mà thiệt hai đứa cứ vậy hoài ba. Con cũng đâu muốn vậy đâu ba. Nhưng mà cải thiện tình cảm thì phải xuất phát từ hai người mới được chứ. Mình con thì đâu có làm được gì. Mà con thấy thôi, cứ để chị làm theo ý của mình đi. Khiến cả hai bên đều thấy thoải mái đúng không ba? Dạ, thôi con xin phép ba. Dạ, tôi dọn cơm cho ông chủ ăn nha. À, thôi khỏi đi chị Năm à. Tôi chưa thấy đói. Dạ, ông cũng lớn tuổi rồi, ông nên ăn cho đúng giờ giấc. Còn tụi nhỏ thấy kệ nó đi, quan trọng là sức khỏe của ông. Tụi nó trẻ người non dạ, rồi từ từ tụi nó sẽ hiểu nhau, thương nhau thôi ông à. Những sai lầm của cuộc đời tôi lúc mà còn trẻ, vậy mà sao tôi trả giá lâu quá vậy chị Năm? Anh, mẹ anh là một người như thế nào vậy? Anh ít kể về mẹ của anh cho nên em thấy rất là hồi hộp và lo lắng. Hiền và rất là thương anh. Anh có biết tiêu chuẩn mà mẹ chọn con dâu là gì không? Cũng đơn giản thôi. Hiền nè, ngoan nè, đẹp nè, và quan trọng là phải yêu thương anh. Vậy những điều này em có đủ rồi đúng không anh? Sao người yêu của anh hôm nay lại khác bình thường quá ta? Bình thường em tự tin lắm mà. Tại vì em yêu anh nhiều quá, cho nên là em cứ sợ là mọi chuyện trắc trở, không có như ý muốn. Khờ quá à. Chỉ cần em là em thôi. Em yêu anh nhiều lắm. Ba con. Mẹ. Ngồi đi. Dạ con chào bác. Chào con. Con nhớ mẹ quá. Đây là mẹ của anh. Dạ. Dạ mẹ. Còn đây là Nguyễn Lan, người mà con hay kể với mẹ đó. Thằng Minh nó thường nhắc tới con lắm đó. Không ngờ là con xinh đẹp quá. Mẹ anh rất thích ăn món hải sản. Thường ngày ở nhà là một tay mẹ nấu cho anh ăn không đó. Mẹ nấu ăn là số 1. Hả mẹ? Em rất là ganh tị với anh vì có một người mẹ như vậy. Từ nhỏ tới giờ mẹ thương anh lắm. Mẹ chưa bao giờ bỏ anh dù chỉ một bước. Cho nên anh rất là thương mẹ. À mẹ, em bây giờ con kêu đồ ăn cho mẹ nha. Để coi nhà hàng này nấu mấy món ăn hải sản có bằng mẹ nấu không. Nè mẹ, món này mẹ thích nè. Còn món này con thích nè, mẹ nấu cho con ăn thích lắm. Đúng rồi. Anh nè, thấy anh và bác thân thiết như vậy em ganh tị lắm. Con mời ba ăn cơm. Ăn đi con. Ông chủ với cô ăn cơm. Dạ cảm con ơn. Cảm ơn ba. Con hỏi ba chút chuyện được không? Con hỏi đi. Nếu mà một người sống một côi từ nhỏ, bỗng một ngày mẹ của họ xuất hiện, thì họ có nhận mẹ không ba? Cái đó thì còn tùy trường hợp nữa con. Tùy cái lý do mà lúc bỏ đi á. Vậy lý do như thế nào thì mới được chấp nhận hả ba? Ví dụ như là
vì cái hoàn cảnh bắt buộc nên phải bỏ đi để mà xa con, phải không? Là một. Rồi còn nếu mà cái người đó bỏ con vì lý do để theo một cái hạnh phúc mới á, thì cái trường hợp đó lại khác đó con. Trời, ông sắp đặt hết mọi chuyện rồi. Bây giờ có muốn đổi cũng đâu có đổi được đâu. Mà mỗi người á, là một mảnh đời riêng nữa. Nếu cô đã không có còn mẹ, tuy cô không còn mẹ, nhưng mà cô cũng có một gia đình, rồi cũng có một người chị gái, có một người cha hết mực yêu thương, lo lắng, săn sóc cho cô như vậy, thì không phải là cô hạnh phúc hơn tất cả các bạn mà có đủ cha mẹ mà không có được sống trong yêu thương đó sao? Dạ, con hiểu mà dì Năm. Thực ra lúc nào á, con cũng biết ơn ba và biết ơn cả dì Năm nữa, luôn hết lòng yêu thương con vô điều kiện. À vậy con ăn cơm đi. Dạ, cảm ơn ba. À, buổi gặp mặt sao rồi cô? Ừ, hai đứa nó cũng vui vẻ. Vậy là sau khi đợi một thời gian dài, cuối cùng con cũng đợi tới ngày này. Con cũng mừng cho cô lắm á. Thấy vậy chứ không phải vậy. Con tuy do mình sinh ra, nhưng mà tánh tình nó như thế nào, thậm chí nó suy nghĩ gì thì cũng chỉ mình nó biết. Cô thấy bất lực với nó mất rồi. Cô à, con nghĩ bây giờ cái quan trọng nhất là con phải kiên nhẫn. À, cứ từ từ thôi cô. Rồi một lúc nào đó cậu sẽ hiểu được tình cảm của cô dành cho cậu. À, con đi coi mua ít thứ cần thiết cho thằng Hào. Dạ. Chứ nhìn nó sống vậy cô xót xa quá. Dạ, cô cứ yên tâm. Việc này á, cô cứ giao cho con. Ừ. Nhớ mua những thứ tốt cho nó nha. Con biết rồi mà. Ừ. Anh ơi, cho em hỏi anh Hào, ảnh thuê phòng trọ ở đây phong vậy? Ờ, tôi nè, tôi là Hào đây. Ủa, anh Hào, anh qua khi phụ anh, nhanh anh. Trời ơi, anh ở phòng trọ mà anh mua quá trời vậy. Còn thêm cái tủ lạnh xăm ba xa gì nữa. Ủa, đâu còn phải thêm cái giường nữa, cái giường bự lắm. Tôi ở nhà trọ, tiền đâu mua mấy cái đống này? Anh có lộn nhà ai không vậy? Lộn sao được mà lộn. Đây nè, anh Cát Hào đúng không? Đây, có biên lái nè. Ờ, đúng rồi, đây là tên tôi đúng rồi. Đó, tôi nói mà. Địa chỉ nhà cũng... Ủa? Tôi chạy xe Honda tôi chở mấy cái này, còn thêm một chiếc ba gác lớn phía sau nữa. Ủa, nhưng mà tôi đâu có đặt cái này. Trời, anh làm gì giỡn chơi hoài vậy? Có biên lai mọc đỏ rõ ràng nè. Người đó nói Cát Hào đặt, chở lại cho anh. Ờ, tôi đã nói rồi, tôi không có đặt mấy cái này. Đừng, anh đừng có giỡn với tôi nữa. Anh đi chỗ khác đi, tôi còn đi làm. Rồi, anh đợi tôi xíu. Tôi... Alo. Alo. À, gặp anh Hào rồi, tới nhà anh Hào luôn rồi mà anh không chịu nhận. Sao kỳ vậy? Anh nói anh không có mua. Nè, anh nói gì vậy anh? Ừ, ai vậy? Alo. Anh Hào phải không ạ? À đúng. Đúng dạ, rồi không? Anh Hào ơi, anh Hào mà, đây là quà của mẹ anh gửi cho anh đó. Anh nhận giùm tôi nha. Lại là anh nữa hả? Tôi đã nói anh với bà ấy đừng có làm phiền tôi nữa mà. Sao anh lì quá vậy? Nè, chở về hết đi. Tôi nói trước nha, cứ để ở đây là tôi đốn hết đó. Cứ từ từ làm gì dữ vậy? Alo. Giờ sao? Anh kêu chở về. À, giờ chở về hả? À, dạ, anh phải trả tiền xe hai đầu cho tôi á. Chuyến đi chuyến về là hai chuyến nha. Còn ba gác nữa nghe. Ba gác chưa lại, sao đợi hoài. Sáng sớm bị nghe chửi. Anh ơi, không mấy anh nhận giùm tôi đi, chở về mệt quá. Anh giỡn mặt với tôi đó hả? Vậy. Chán ghê. Đó là công việc mà cô phân công cho hai tụi con. Tụi con tự sắp xếp mà làm nha. Dạ. Chi tiết dự án này hai con cố gắng thực hiện ha. Cô có vài điểm muốn lưu ý mấy đứa như vậy. Một chút xíu nữa mình sẽ gặp dạ, mà. Thưa cô. Gì đó con? Dạ. Thôi, lát nữa gặp đối tác rồi mình bàn dạ. Tiếp công việc. Dạ.
Cô à, anh ấy không nhận. Bà đừng bao giờ khoe khoang tiền bạc và sự giàu có của bà. Anh em tôi không cần những thứ đó đâu. Hạo, nếu bà muốn tôi không coi thường bà. Cô à, có lẽ anh ấy cần thời gian để chấp nhận. Con thấy anh Hào là người sống rất tình cảm. Con nghĩ sớm muộn gì họ cũng sẽ nhận ra tấm chân tình của cô mà thôi. Tội cô gây ra cho anh em nó quá lớn. Cô chỉ sợ đến khi mà cô nhắm mắt xuôi tay, không thể nào chuộc hết lỗi được, hoặc là không được sự tha thứ của tụi nó. Con nghĩ bây giờ hai anh em của anh đang giận. Nếu cô làm bất cứ chuyện gì á, cũng chỉ khiến họ tức giận thêm thôi. Con nghĩ là cô phải kiên nhẫn chờ đợi. Xong rồi hả? Dạ. Ủa, mà anh đứng đợi em hả? Trời, hỏi ngộ ghê. Không đợi em chứ đợi ai? Ừ, vậy giờ mình đi cà phê ha. Ừ. Nôn đi cà phê quá. Lên. Trời ơi. Đi. Giống như trước đây vậy. Anh nè, em nghĩ là anh đang giận quá cho nên mới nói như vậy thôi đúng không? Không phải đâu. Anh không phải là người thiếu suy nghĩ, hoặc là suy nghĩ nông cạn như em nghĩ đâu. Em không có ý đó mà. Anh xin lỗi. Ngồi để chơi chút đi con. Nhìn má chút nè. Nói chuyện với má một chút nha. Nghe không con? Ông về rồi đó hả? Sao vậy? Sao buồn dữ vậy nè? Chuyện gì? Tôi mới thấy thằng Minh ở ngoài đường. Rồi ông có nói chuyện với nó không? Nói chuyện cái gì? Ủa sao vậy? Tôi thấy nó từ trong xe hơi bước ra. Nó ôm sát ra con nhỏ kia. Hả? Hai đứa tình tứ cười nói. Bực cái mình. Trời đất ơi, vậy là con mình không có được rồi. Ông nghĩ sao chuyện như vậy mà ông đi về đây được? Tôi phải tìm cái thằng này để hỏi cái chuyện này cho ra lẽ mới được. Thôi thôi thôi, bà ngồi xuống đi. Chứ giờ sao? Bây giờ con mình nó đã vậy rồi, vợ chồng mình tập trung lo cho con mình trước đi. Nó đã không thương rồi thì tìm làm cái gì nữa chứ. Trời ơi, như vậy làm sao được? Vì ai, vì ai mà con mình nó ra nông nổi như thế này? Nó phải có trách nhiệm chứ. Thôi thôi thôi, tôi can bà. Bây giờ bà làm lớn chuyện có giải quyết được gì đâu. Không khéo người ta cười gia đình mình nữa. Người ta bây giờ là bác sĩ, sắp được làm rể của một giám đốc bệnh viện nổi tiếng. Trời, thì làm sao mà quay lại với con mình được? Nhưng mà tôi tức. Tôi thấy con tôi như vậy tôi không chịu được. Tôi biết, tôi biết. Khổ bà quá ha. Thưa dì Dượng, con mới qua. Đó. Cái thứ gì mà mấy anh. Đúng là tham phú phụ bần mà. Cái bà này, trời đất ơi, đây là thằng Hào chứ có phải thằng Minh đâu mà tham phú phụ bần gì ở đây. Nhưng mà anh em nó là một ruột với nhau đó. Con chào dì Dượng, con đi. Hào, bà làm cho nó giận rồi thấy chưa? Cái gì mà thấy, tôi có nói cái gì sai đâu. Tất cả mọi chuyện là cũng từ anh em nó ra hết á. Thiệt tình à.
Trời ơi, con ơi là con. Đi. Anh làm cái gì vậy? Đây là cơ quan làm việc của em mà. Tại sao vậy? Hả? Tại sao em làm như vậy với mấy anh? Tại sao? Tại sao hả? Đó là chuyện của em. Đừng bao giờ xen vào cuộc sống riêng tư của em nữa. Anh sẽ không bao giờ xen vào chuyện của em. Nếu như chuyện đó không có dính dáng gì tới Mai Anh, hiểu chưa? Anh nói rồi, nếu như em còn làm cho Mai Anh đau khổ thêm nữa thì anh sẽ không tha cho em đâu. Anh, em mới vừa phát hiện ra một sự thật rất là quan trọng. Đó là ông Minh và cái tên anh Kết Nghĩa gì đó. Hai người đó có mối quan hệ phức tạp hơn đó. Hồi nãy em nghe ông kia nhắc tới tên Mai Anh đó. Chắc chắn vì chuyện đó mà hai người có mâu thuẫn với nhau á. Ý em đó, ý của anh là biết. Đêm ngày đó cô đừng bỏ đi thì tụi nó đâu có khổ như vậy. Con thấy cô đừng quá lo lắng và tự dằn vặt mình nữa, tại vì con thấy chuyện này á cũng không đến nỗi nào đâu cô. Nhìn thấy con mình đó mà không lo lắng chăm sóc được cho nó gì hết, để cho cuộc sống của nó được tốt hơn, cô thiệt là tệ mà. Của anh đây. Tất cả như vậy ở đây có đúng là sự thật không? Anh nói như vậy là xúc phạm tới nghề nghiệp thám tử của tôi rồi đó. Tôi không có ý đó. Anh đừng hiểu lầm ý tôi. Xin lỗi anh. Đây, số còn lại. Nếu cần điều tra gì thêm, tôi sẽ liên lạc với anh. Ok. Không cha, không mẹ, không nhà cửa, anh trai thì từng vào tù ra tội. Lý lịch trong sáng. Hiện nay bệnh viện đang thiếu một vị trí rất quan trọng, bởi vì bác sĩ giữ chức vụ phó giám đốc đã xin chuyển công tác. Mọi người cho tôi biết ý kiến ai có thể đủ năng lực để đảm nhận vị trí này, bởi vì nếu phân công có sai sót thì sẽ làm ảnh hưởng uy tín của bệnh viện rất lớn. Con nghĩ là ba nên để cho anh Minh thay. Vì năng lực của anh ấy như thế nào ba cũng biết rõ rồi đó. Muốn giữ vai trò lãnh đạo trong đội ngũ y bác sĩ thì ít ra nhân thân của họ phải thật là trong sạch. Anh nghĩ em và giám đốc nên phải suy xét thật kỹ, tại vì có một số người sẽ làm giả nhân thân của mình, làm như là họ thật sự trong sạch. Chứ không phải, nhân thân của họ hết sức bần cùng. Làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng công việc rất là nhiều. Có đúng không thưa giám đốc? Bác sĩ Khiêm nói vậy chẳng khác nào coi thường giám đốc. Về bộ phận nhân sự, tôi chỉ lo cho danh tiếng của bệnh viện thôi, chứ tôi không hề trực tiếp nói đến anh. Đôi khi sự đời đâu ai biết được chuyện gì xảy ra. Người được chọn vào vị trí mới thì phải có sự thống nhất của ban lãnh đạo ở trong bệnh viện. Hai cậu không cần phải căng thẳng như vậy đâu.
Anh làm cái trò gì vậy? Tại sao anh lại chọc tức bác sĩ Minh trước mặt ba của em? Anh đang cứu cuộc đời của em đó. Em đừng có mù quáng như vậy nữa. Anh đang nói lảm nhảm cái chuyện gì vậy? Khi mà anh cho em biết xuất thân của bác sĩ Minh như thế nào thì em phải cảm ơn anh không hết được kỳ Nguyễn Lan à. Em hãy tỉnh lại đi. Mày cần phải rời khỏi thế giới này càng sớm càng tốt mà. Thằng khốn. Em nè. Em có muốn ăn gì thêm không? Anh đi lấy cho em ăn. Em no rồi. Sao vậy hả? Nay em làm cái gì mà cái mặt buồn hiu vậy? Đi với anh phải vui chứ. Em vui mà. Tại vì mấy bữa nay em bận quá trời luôn. Công việc sáng giờ dồn dập nè. Em, lần này anh có đủ bằng chứng để vạch mặt thằng Minh rồi. Em không ngờ con người của tên Minh gian xảo đến như vậy. Nhìn bề ngoài học thức nhưng mà lại nói dối không chớp mắt luôn. Lý lịch chỉ xuất thân thấp hèn như vậy mà lúc nào cái mặt nó cũng ngó lên trời vậy nè. Không có ai ra gì hết. Anh còn Lâm nói gì là em? Để coi lúc đó nó còn láo liếu được với ai nữa. Alo. Con biết rồi. Chiều con ghé. Ai gọi em vậy? Không cho anh biết được hả? Ba của em. Ba của em? À, sao lâu nay anh quen em, anh ít thấy em, chắc có chuyện gia đình em quá vậy? À, thì chuyện gia đình cũng bình thường thôi mà anh. Có gì đâu mà kể chứ. Mà anh thấy con gái lúc nào cũng ở chung. Anh đi trước đi. Em có chuyện một chút. Ok. Trời ơi, ba đi đâu vậy? Tôi đã nói với ba là chiều tôi ghé qua nhà rồi mà. Cái gì mà mày căng thẳng vậy? Phải thằng đó có phải là người yêu mày không? Coi bộ cũng bảnh trai giàu có dữ ha. Chỉ là đồng nghiệp thôi à. Ba đi về nhà đi, chiều tôi ghé qua. Hôm nay tao kẹt quá, đánh đầu thù đó. Sẵn có cho tao nhiều đi, để tao đi gỡ lại. Gỡ cái gì mà gỡ? Lúc nào tôi cũng thấy thua sạch hết túi luôn, còn gỡ gì nữa? Không biết tiền đâu mà cung cấp cho ba đủ nữa. Giờ anh lấy cho em cái bánh. Thiệt tình, lương y tá của tôi có nhiều đâu. Ba phải biết thương tôi chứ. Thì tao thương mày tao mới tìm mày nè. Nếu mày không đưa, tao ngồi ở đây luôn. Đợi tới chiều mày tan giờ làm về á, mày chở tao về luôn. Chứ giờ tao ra đánh tao sao? Cho tôi cái này. Nhìn gửi tiền đi chị ơi. Dạ. Nè, thôi ba cầm đỡ vô đây đi. Gì mà bèo quá vậy mày? Đủ thấm thía gì? Trời, thì ba cầm đỡ đi. Chừng nào mà tôi lãnh lương tôi đưa thêm. Chứ lương tôi có được nhiêu đâu. Trời, ba cầm đỡ đất đi. Ơi, à, thiệt tình ba luôn. Ba chê thì khỏi. Thôi thôi. Có còn hơn không? Nhớ lãnh lương đưa tiền cho tao. Không đưa, tao lại đến đây tìm mày nữa. Nhớ nghe không?